Lễ tổng kết năm học 2022-2023 vừa được Trường Trung học Phổ thông Bà Rịa tổ chức. Năm học 2022-2023 là năm học đầu tiên Trường Trung học Phổ thông Bà Rịa thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở khối lớp 10. Với sự quyết tâm vượt khó, nỗ lực phấn đấu của các cán bộ, giáo viên và học sinh, nhà trường đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Năm học 2022-2023, nhiều phong trào thi đua lớn được Trường Trung học Phổ thông Bà Rịa triển khai hiệu quả như đổi mới sáng tạo trong quản lý giảng dạy và học tập, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, học sinh ba tốt. Kết thúc năm học, trường có 22 học sinh đạt giải các kỳ thi cấp tỉnh, 25,1% học sinh giỏi, 57,6% học sinh khá. Tại lễ tổng kết năm học, hai giáo viên của trường được nhận bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Giáo dục Đào tạo. Trường Trung học Phổ thông Bà Rịa cũng khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập.